Những ngày gần đây, nhiều nhà vườn tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre buộc phải nhổ bỏ hàng ngàn giỏ hoa cúc mâm xôi được trồng để phục vụ thị trường Tết 2025. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều video chở hoa đi đổ bỏ, kèm theo những lời than mất hết rồi, trắng tay rồi. Anh Nguyễn Văn Giúp Em, ngụ xã Long Thới xác nhận mình chính là chủ nhân của clip quay cảnh chở hoa Tết đi đổ bỏ. Anh Giúp Em chia sẻ, đến nay anh đã phải nhổ bỏ hơn 900 giỏ hoa cúc mâm xôi, vì thời điểm này hoa của các nhà vườn khác đã phân nhánh, có bút, nhưng hơn 1.200 giỏ hoa của anh chưa thấy gì. Hiện anh Giúp Em đã lỗ hơn 25 triệu đồng, chưa kể tiền thuê đất. Trước tình hình này, anh buộc phải hoàn trả tiền cọc cho các thương lái đã đặt mua hoa. Cách đó khoảng 100 mét, hai đống hoa cúc mâm xôi ước chừng hơn 2.500 giỏ của nhóm anh Nguyễn Hữu Tính nằm ngổn ngang cạnh mé đường. Dưới vườn hoa còn sót lại vài trăm giỏ cũng đã bị héo, chết dần. Anh Tính cho biết, do đến thời điểm này hoa không ra nụ, nên anh quyết định nhổ bỏ toàn bộ vườn để chuẩn bị xuống giống vàng thọ để gỡ gạt. Theo khảo sát tại xã Long Thới, hiện có rất nhiều vườn cúc mâm xôi của người dân bị trễ ra bút so với những năm trước. Có một điểm chung là những nhà vườn này đều lấy giống cùng một chỗ. Theo ông Trần Hữu Nghị, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chợ Lách, ngành nông nghiệp đã cử cán bộ xuống tìm hiểu và ghi nhận khoảng 145.000 chậu cúc mâm xôi tại xã Long Thới đang chậm phát triển. Theo tìm hiểu ban đầu, số cúc mâm xôi chậm nở này đều có nguồn gốc giống từ nơi khác nhập về, nên có thể chu kỳ sinh trưởng khác với cúc mâm xôi truyền thống tại địa phương. Hiện đơn vị đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra khuyến cáo cho bà con để tránh thiệt hại thêm.